Ok, chào bạn. Có rất nhiều bạn hỏi đó là tại sao khi các bạn nâng cấp SSD mà tốc độ vẫn chạy như rùa bò. Và cũng có bạn hỏi đó là những cái main đời cổ ví dụ như G31, G41 có lên sử dụng SSD không? Thì video hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ đồng nhất với nhau một quan điểm, đó là tất cả những ổ HDD, cái tốc độ đang truyền tải nó rơi vào tầm 112 hoặc 120 megabit trên giây. Còn với SSD như quảng cáo thì rơi vào tầm khoảng 550 megabit trên giây. Nhưng tại sao thay SSD vẫn chậm thì đó mới là bài toán. Ở đây chúng ta sẽ có một cái main H81D2, nó có cả chuẩn 3.0 và chuẩn 2.0. Và ở trên tay Tùng đang có hai sợi cáp. Sợi cáp thứ nhất đó là chuẩn SATA 3, đây, đèn thủ lũi đây, bắc theo máy. Và sợi cáp thứ hai đó là chuẩn SATA 2. Và bây giờ bài toán của chúng ta sẽ test đơn giản như sau. Chúng ta sẽ test tốc độ ổ cứng khi chạy SSD ở chuẩn SATA 3 với cáp SATA 3. Chúng ta sẽ test tốc độ ổ cứng SSD khi chạy với cáp SATA 2 và cấm ở cổng SATA 3. Đồng thời, chúng ta cũng test tốc độ của ổ cứng khi chúng ta chạy ở cổng SATA 2, cáp SATA 3 và với SSD. Còn chúng ta không cần phải test giữa cái SATA 2 và ổ SSD cũng như ở chuẩn 2.0. Và bây giờ là bài toán đi test của chúng ta. Ok các bạn, đây là cái bước test ổ SSD như chúng ta test trên chuẩn. Đây này, các bạn nhìn thấy cái chuẩn 2.0 chưa? Đấy nhá. Và bây giờ thì chúng ta được cái tốc độ đây, đó là ghi và đọc là 279 và 259. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang chế độ 3.0 cho các bạn. Thứ hai, chúng ta sẽ vẫn dùng ổ đó, vẫn cáp SATA đó, nhưng chúng ta kết nối vào chuẩn 3.0. Và đây là cái thứ chúng ta được, tốc độ đã có thể tăng lên gấp 2 lần, bây giờ là hơn 500 này, và khi ghi là hơn 400 này. Tiếp tục chúng ta sẽ test với chuẩn cáp, đó là cáp fake nhé, hay là không phải là cáp SATA 3 chuẩn. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Ok, và đây là phép thử thứ 3 của chúng ta này. Vẫn chiếc SSD đó và chúng ta thay bằng sợi cáp 2.0 nhưng cấm ở trên cổng 3.0. Và đây là cái thứ chúng ta thu được, tốc độ đã bị giảm đi mất một nửa, cả đọc cả ghi các bạn nhé.